Bài học từ Mã Ý, nắm chắc được hai điều này, dù đi đến chân trời góc bể cũng không sợ người đào thải. Quý vị thân mến, Từ Mã Ý xác thực là một đời thành công, không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cả đời tranh đấu ngược xuôi tranh giành thiên hạ, nhưng cuối cùng tất cả lại phải rơi vào nhà Từ Mã Ý. Nếu nói gia tộc Từ Mã Ý là gia tộc hùng mạnh, thì Từ Mã Ý chính là thủ lĩnh đứng đầu. Trong cuộc đời của ông, bí quyết để đối nhân xử thế chỉ vẹn vẹn dựa vào hai câu nói kinh điển của mình. Đường đời không có kẻ thù. Đặc điểm nổi bật nhất của Từ Mã Ý chính là nhẫn. Có thể nhẫn chịu cái nhẫn mà người khác không thể, nhẫn tới một mức đáng kinh ngạc, khó có ai có thể nhìn ra được tâm tư suy nghĩ của ông. Dương Tu cả đời đều căm hận Từ Mã Ý, sớm chiều đều mong ông chết sớm, nhưng ngược lại Từ Mã Ý trước sau lại chẳng bận tâm nhớ thù ghi oán. Nếu ai từng xem bộ phim Quân Sư Liên Minh đều rõ, một người là người thân cận của Tào Phi, một người lại là tay chân của Tào Thực. Dương Tu nhiều lần muốn đưa Từ Mã Ý vào chỗ chết, nhưng sau này vì không biết giữ mình nên đắc tội với Tào Tháo mà bị xử tội chết. Từ Mã biết chuyện ngỏ ý xin đi thăm, Tào Tháo thấy vậy hỏi tại sao muốn đi thăm. Từ Mã đáp, thần xưa nay không hề có kẻ thù, trước sau gặp gỡ đều là huynh đệ bằng hữu. Ở đây có thể thấy Từ Mã Ý không hề so đo với Dương Tu, mặc dù Dương Tu muốn hại mình, nhưng Từ Mã vẫn không xem Dương Tu là kẻ địch. Tào Tháo sau khi nghe xong trong lòng đối với Từ Mã Ý có phần nể trọng. Thời kỳ đầu đối thủ chủ yếu của Từ Mã Ý là Dương Tu, sau này mới chuyển sang Gia Cát Lượng. Sau khi Gia Cát Lượng chết lại còn dùng tường gỗ để hù dọa đội quân của Từ Mã Ý, khiến cho tướng sĩ của ông khinh hồn bạt vía. Ấy vậy mà sau khi Từ Mã Ý đưa quân đến doanh trại mà Gia Cát Lượng chết bỏ lại, ông nói, không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không yên tĩnh tiến xa chẳng nổi. Cả đời ông giống như nước, thanh bạch một đời. Tuy ông và tôi có 6 lần đại chiến, nhưng tôi lại luôn xem ông như tri âm. Không chỉ vậy, Từ Mã Ý cũng là người luôn biết cách mang lại sự tôn nghiêm cho người khác. Có câu chuyện kể rằng, khi Tào Duệ còn sống đã rất cưng chiều một người cận thần. Nhưng sau khi Tào Duệ chết, người cận thần này bị đưa vào ngục tối chờ chết. Khi xưa lúc còn quyền lực thì người này không ít lần gây khó dễ cho Từ Mã Ý. Nhưng sau khi người này vào ngục thì Từ Mã Ý lại là người duy nhất đến thăm, mang cho hắn một chiếc áo mới để bảo toàn sự tôn nghiêm của mình trước khi chết. Làm người đối nhân xử thế nên chừa cho người khác con đường lui. Tôn trọng đối thủ và kẻ địch của mình chính là triết lý làm người của Từ Mã Ý. Có câu nói, chúng ta làm người phải biết cảm ơn những khổ nạn mà người khác mang đến cho mình, vì nhờ có khổ nạn đó mà chúng ta trưởng thành mau hơn. Hầu hết những người ta gặp đều lướt qua đời ta một cách vội vã và chỉ có một số người ở lại trong cuộc đời chúng ta. Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp nhau là một cái duyên. Có người vô tình đến rồi lướt qua đời bạn để dạy bạn cách yêu thương bản thân mình hơn. Có người đến dạy bạn cách mạnh mẽ, có người thì dạy bạn khôn ra và bớt tin người mù quáng. Vậy nên, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai chỉ vì sự xuất hiện của họ vô tình làm bạn khó chịu hay bực tức, vì họ đến cốt để cho bạn ngộ ra điều gì đó để bạn trưởng thành hơn. Có một câu chuyện như sau. Ngày nọ một khách sạn tổ chức tiệc cưới hơn 10 bàn, để tránh xảy ra sai sót, cứ vài phút quản lý khách sạn lại đi kiểm tra để kịp thời xử lý khi gặp sự cố. Cũng may hôm đó không có sai sót gì lớn, cho đến khi khách khứa lần lượt ra về, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm vì tiệc đã tàn. Đúng lúc này, anh quản lý nhìn thấy một ông lão quần áo xộc xệch bước vào. Ông cụ cúi đầu bước đến bàn ăn trong góc, sau đó lấy trong túi ra một túi ni lông, bí mật gói đồ ăn thừa trên bàn. Có thể do có quá nhiều người đến dự tiệc, nên không khí cũng náo nhiệt và không ai chú ý đến ông lão. Đúng lúc này, người phục vụ đi đến bên anh quản lý. Nhìn thấy cảnh này, người phục vụ muốn đuổi ông lão đi, nhưng người quản lý đã ngăn lại và ra hiệu không được làm phiền ông lão, giả vờ như không thấy ông ta. Sau khi ông lão đi khỏi, người phục vụ khó hiểu hỏi người quản lý, tại sao chúng ta không đuổi ông lão ấy? Người quản lý nói, theo quy định chúng ta có thể bảo ông ta rời đi ngay lập tức, nhưng anh có bao giờ nghĩ tại sao ông ấy phải đi nhặt đồ ăn thừa không? Chính tôi cũng từng giống như ông ấy, cuộc sống này vốn dĩ không hề dễ dàng với chúng ta,
càng không hề dễ dàng đối với ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy biết xấu hổ nên mới lén lút nhặt đồ ăn thừa. Chúng ta đừng làm ông ấy xấu hổ. Nghe xong, người phục vụ chợt nhận ra và để ông lão tự nhiên. Thực ra lời nói của người quản lý dạy anh nhân viên biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng với nhiều người, hà cớ gì phải làm khó nhau thêm nữa. Có câu nói, cùng đi chung đường mới không trách người khác. Đừng đổ lỗi cho người khác khi họ vô tình làm bạn khó chịu, không chỉ tốt cho người đó mà còn tốt cho bạn nữa. Mỗi người đều có những áp lực khác nhau trên vai, những nỗi đau buồn khôn nguôi và sự chán nản. Mỗi ngày họ đang cố gắng hết sức để cuộc sống của bản thân và gia đình tốt hơn. Cuộc sống này không dễ dàng cho bạn, nó không dễ dàng cho tôi, nó không dễ dàng cho bất cứ ai. Ai cũng sẽ gặp phải những thời khắc khó khăn, trở ngại, nên hãy học cách thấu hiểu, từ bi và nhân ái. Học cách tử tế với người khác, vừa giúp đỡ được người khác, vừa chừa cho mình con đường lui. Đừng vội trách người đã làm tổn thương bạn, vì họ là người thầy dạy bạn bộ môn tên trưởng thành. Đôi khi bạn khoan hãy trách ai đó đến để mang lại cho bạn những thương tổn trong tâm hồn, mà hãy thầm cảm ơn họ vì đã giúp bạn trở nên hoàn hảo hơn. Họ cho bạn hiểu thế nào là mạnh mẽ và làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Chỉ qua những giông bão của cuộc đời, bạn mới có thể trở nên dũng cảm hơn, dám thay đổi và sống tốt hơn. Có một câu nói rất hay, dù bạn gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Cuộc đời của chúng ta sẽ gặp đủ loại người. Một số người đối xử chân thành với bạn, một số người giả vờ, một số người đối xử tử tế với bạn, một số người khắc nghiệt với bạn. Hãy trân trọng những người đối tốt với bạn, đừng quan tâm đến những người không tốt với bạn. Cuối cùng họ sẽ ra đi và trở thành người qua đường trong cuộc đời bạn. Cũng đừng bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai bạn gặp trong đời. Hãy học cách biết ơn và học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ rộng hơn. Câu nói thứ hai của Tư Mã Ý, bại mà không si, thua mà không hận. Vì đâu mà gia tộc Tư Mã có thể thành công? Nó ngoài việc có mối quan hệ rất lớn với sự đoàn mệnh của gia tộc họ Tào. Kỳ thực Tào Phi là người rất có năng lực, nhưng vì đoàn mệnh mà ra đi sớm. Kế vị Tào Phi là Tào Duệ cũng vậy, đều sống chẳng được bao năm. Tuy nhiên có một điều không thể không thừa nhận, đó là Tư Mã Ý là người biết cách nuôi dạy con cái. Con của Tư Mã Ý cũng là một đấng nam nhi tài trí hơn người, văn võ song toàn. Ngay từ rất nhỏ, Tư Mã Ý đã dạy con cái làm người phải hiểu được đạo lý, không trốn tránh thất bại, phải từ thất bại mà đứng lên chiến thắng. Trong quá trình đấu quyền đấu trí với Gia Cát Lượng, có một lần Gia Cát Lượng đánh lừa cho quân đi cướp lương thực. Mặc dù lúc đó lực lượng quân Ngụy đông gấp mấy lần quân Thục, nhưng Tư Mã Ý lại không cho quân đi cướp lại. Trung tướng bất bình, hai con của Tư Mã Ý cũng đứng ngồi không yên, không hiểu tại sao lại vậy nên đi tìm cha hỏi chuyện. Khi đến đại doanh của Tư Mã Ý, thấy cha mình đang nói chuyện với một người, Tư Mã Ý đáp: đánh trận trước tiên phải học được thiện bại, bại mà không si, thua mà không hận thì mới có thể cười được sau cùng. Kỳ thực điều này cũng chính là điều mà hàng ngày chúng ta vẫn thường hay nói đến, đó là vượt lên nghịch cảnh. Trong cuộc đời, một người phải đối diện với rất nhiều thất bại, đó là điều không tránh khỏi. Đối diện với nghịch cảnh, đó là một loại trạng thái tâm lý mạnh mẽ, là một loại cảnh giới của sự nhẫn nại. Đời người muôn vàn sóng gió, thất bại nhất thời cũng chẳng có gì đáng phải nặng lòng. Cả đời Tư Mã Ý đánh không biết bao nhiêu trận và cũng bại không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên người chiến thắng cuối cùng lại là ông. Đời người chính là như vậy. Trên nẻo đường đời, trong một lúc nào đó chúng ta gặp phải thất bại cũng chẳng là gì cả. Nó không thể đại biểu cho cả cuộc đời của mình. Vậy nên, dù gặp bất cứ việc gì cũng không nên buông bỏ chính mình. Làm người vượt qua nghịch cảnh còn quan trọng hơn cả trí thông minh. Có nhiều người thường hay than vãn rằng, tôi 30 tuổi rồi mà hiện nay vẫn thế này thế kia. Nhưng 30 tuổi đã là gì? Đời còn dài, ngày tháng phía trước vẫn còn cả một bầu trời rộng mở, cơ hội luôn chờ đợi những người sẵn sàng đón nhận nó. Thế nên làm người dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên tự bó buộc mình trong một phạm vi nào đó. Đôi khi đối mặt với một người vượt lên nghịch cảnh còn quan trọng hơn cả trí thông minh. Một người có năng lực vượt lên nghịch cảnh càng lớn thì cảnh giới càng cao.
Một người có thể vượt qua nghịch cảnh thì dù có từ địa vị cao cỡ nào mà có không may ngã xuống thì vẫn có thể đứng dậy vươn lên. Mỗi lần ngã xuống chính là mỗi lần tăng thêm sức mạnh cho chính mình. Hai câu nói này chính là triết lý sống cả đời của Từ Mã Ý. Chúng ta làm người nếu có thể học được hai điều này thì dù cho giang sơn bốn biển đi đâu cũng chẳng sợ người đời phụ bạc.